Xin chào tất cả các bạn, khắc dấu Nam Việt xin phép được giới thiệu mẫu dấu đã thu tiền. Đã thu tiền là mẫu dấu cơ bản sử dụng trong các văn bản, giấy tờ hay các hóa đơn chứng từ, phiếu xuất kho, xuất xưởng của các đơn vị. Mẫu dấu rất đơn giản, chỉ bao gồm từ đã thu tiền kèm với khung tiền bao quanh như thế này. Với giá chỉ từ 90 cho đến 100.000, chúng ta đã sở hữu một mẫu dấu đã thu tiền rất tiện dụng như thế này. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần đóng dấu xuống giấy. Chỉ bằng cách như thế này các bạn đã có hình ảnh dấu đã thu tiền rất sắc nét. Hãy liên hệ Nam Việt để đặt hàng nhé. Cảm ơn các bạn hãy lắng nghe. Xin chào.